Dự án đầu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc, đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng nhằm chỉnh trang đô thị. Công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đang được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ. Dự án chỉnh trang lại sông Tam Bạc được Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1.454 tỷ đồng. Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là hơn 50.000 m2, liên quan đến 430 hộ dân và 7 tổ chức doanh nghiệp. Để bảo đảm tiến độ dự án, thời gian qua, quận Hồng Bàng đã khảo sát hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân, làm cơ sở lập phương án bồi thường, có các thông báo thu hồi đất gửi đến từng hộ dân, đồng thời thành lập 4 tổ công tác thẩm định, xác định, trích lục nguồn gốc sử dụng đất, kiểm kê vật kiến trúc, lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư. Chúng tôi phấn khởi vì đây là một cái chủ trương đúng thôi, nó phù hợp với thời đại. Nhân dân chúng tôi cũng đã là nước chuẩn bị mọi việc, chấp hành cái việc đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất. Thế này cơ bản là các cái nhiệm vụ đấy chúng tôi cũng đã hoàn thành. Đến nay, địa phương đã hoàn thành kiểm kê và xác minh nguồn gốc đất 430 trên 430 hộ dân và 5 trên 7 tổ chức doanh nghiệp. Hai đơn vị là Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Tam Bạc và xưởng sửa chữa X46 của Lữ đoàn 649 đang được kiểm kê. Để bảo đảm dân chủ khách quan, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hạ Lý, chính quyền địa phương cũng niêm yết công khai trình tự thủ tục thu hồi đất, các quy định của thành phố ban hành về giá cây trồng, vật nuôi, vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, các trích lục nguồn gốc sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân có nhà đất bị thu hồi trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Ủy ban Nhân dân phường đã cùng với các tổ công tác để tiếp tục là xuống để hoàn thiện những cái phương án bồi thường, tính toán bồi thường cho tới các hộ dân để nhân dân đồng tình ủng hộ và có đăng ký những nhà tạm lánh và để chuẩn bị di rời để bàn giao mặt bằng cho dự án. Quận Hồng Bàng đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để khởi công dự án đúng vào dịp kỷ niệm 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới.